Linh Ly và mình là Quỳnh Nga. Xin chào mọi người. Chúng mình đang rất là vui khi có mặt tại Cinesta Nguyễn Trãi ngày hôm nay để tham dự họp báo của Phạm Lịch, yeah. Một người cô em gái rất là thân thiết với Linh, và lần này đến với MV một ca khúc, cái tên nó cũng rất là ấn tượng vì anh làm phiền em quá. Nghe cái tên thôi mình đang đoán nội dung nó như thế nào đấy bà. Vì tôi nghĩ rằng là kiểu vì anh làm phiền em quá thì một là không yêu nhưng mà cứ làm phiền. Một là không yêu nhưng mà cứ đến làm phiền ấy. Làm phiền. Còn khi hai là đúng rồi, cô này rất là sang chảnh đúng không? Cứ thích làm phiền. Đi ra chỗ khác ấy. Ê, nhưng mà phiền ấy. Tôi có coi teaser ấy thì là không phải là như thế mà cô này tự nhiên Thanh Vi đóng một con vai một con tiểu tam. Hình như vậy. Tôi đoán là như vậy, đến nói là cái gì mà bất ngờ chưa? Đó, bảo bất ngờ chưa thì mình nghĩ rằng là chắc chắn là có một cái gì đó nó không phải là như đấy. Đúng. Hay là hai người này yêu nhau. Hai người này yêu nhau. Tiểu tam xuất hiện, thế là xong rồi, Phạm Lịch bỏ không yêu nữa, thế rằng bạn kia lại nghĩ lại kiểu thì, là vẫn còn tình cảm ấy, thế là cứ quay lại làm phiền làm phiền làm phiền thì cái kết cục không? Cái kết cục mình cũng chưa biết được là như thế nào, tò mò em đã, nhưng mà đây là mình chỉ đang là suy đoán thôi. Và sự tình này, không khí ngày hôm nay ở đây cũng rất là vui, có rất nhiều người, có rất nhiều chị đẹp đang để ủng hộ với cả Phạm Lịch, và mình hy vọng rằng là mọi người sẽ đón xem cũng như là chia sẻ thật nhiều cái MV của bé Phạm Lịch trong ngày hôm nay nha. Và hy vọng rằng là bài này sẽ thành một bản hit mới của Phạm Lịch. Chúc cho Phạm Lịch sẽ thành công với Vì Anh Làm Phiền Em Quá. Chị và tất cả chị đẹp đang có mặt trong khán phòng này, nếu như là mọi người đã theo dõi em từ những ngày đầu tiên khi mới bắt đầu làm nghệ thuật thì mọi người biết là công việc chính của em sẽ là sau sân khấu nhiều. Có nghĩa là mình cũng đã lên sân khấu rất là nhiều, nhưng với cái việc mà làm cho chính bản thân mình như ngày hôm nay, em cũng cảm thấy là mình cũng đã tốt hơn so với Phạm Lịch của 10 năm trước rồi. Tại vì em đang có rất là nhiều cái xúc cảm ở đây.